quen người bổ mít luôn. Thấy chưa? Cái chín cây nhựa thế đấy. Chín cây chứ cô ạ, thấy à. Đây video bổ mít. Con người gắn mít đây, mít nhà đấy. Thôi quay. Thịt rồi, đúng rồi. Quay mang thì chia ra đình ăn. Giá giấm gì nổi, như thế ra. Thì cứ bán 15 ngàn ký ấy. 15 rồi bà hả? Bố ra cô thấy cô 10 ngàn ấy là trái này, ngon chưa? Rồi. Ăn có gì lắm, không? Giấy, giấy. Được, yên tâm. Cái bộ ra chia 15 ngàn hết ngay. Thích ngon thế nổi. Nhà chứ đâu. Cái nhà ấy thành cái nơi bên chia ở chung nhau. Thì sẽ bóc mũi cô bốn đôi ấy nhá. Đường quay. Này ăn này, chất lượng. Tối này tôi chiều thì bố này. Còn công nhân mới về hết ngày ấy. Không đủ quá kia. Nhiều quá. Ngồi thế rồi nha, bà chạy nha. Quay đấy yên, yên làm cho. Cắt cái này luôn. Ừ, đó đây nào đây yên. Chí là làm sạch sẽ. Mít ngon lắm. Chứ đầy mít ngon lắm rồi. Cái này là mít dai hay là mít dai? Mít dai. Dai hả? Ừ. Nào đứa là ngồi đây xem này. Vong mít này, thấy chưa? Cái nào nới thư bóng đi. Cái con to nhưng trắng to ạ. Anh nổi ra. Thì là một thứ đấy là hứng không à. Ừ, nổi thì nhiều không? Quay video nào. Quay đi thì dĩ nhiên nổi à. Cái này muối không nữa rồi. Cái này nhiều muối chứ nhỉ? Muối không, muối nhà đấy. Đấy thế này, mùi thêm, thơm êm không? Mùi hết thế này phải không? Mùi bóng này là cái nổi đấy. Sờ là cuốn nó cái rồi không? Chả đi sờ là bùi, núi không? Thôi để nó bóc mũi được. Thôi đó, nó bóc mũi. Nó cái chín cây cho cái mít mà vẻ xanh cho thuốc vào ăn thấy nó có ngọt đấy. Cây nhau. Ăn nó sẩn, có ngọt rồi. Hai đứa này xong phá đồ này, xong mở thủ lấy hết đồ này cái nhà nhá. Chết rồi, tí nó về tao nói mẹ ngon này.
mùi muối ăn sơ nó cũng có thể ngọt với gai. Cái này là dưới nha, bông miếng rồi. Được các bà ơi. Rồi nhà chúng này này đấy là xoài ít nhồng bắp nhá, còn sai lắm, không kiểu cối, cây ông ấy rồng cần bán rồi không ăn rồi, không được nhìn. Phải ngần ngần này muối à, rồi, đó phải ngần này muối á, bỏ, ra.